cách nào mày cho chơi? Lấy cái vòng ra hết. Lấy ra, lấy ra. Vỗ tay bà cho ăn banh, không vỗ tay bà ăn lên cái đầu, ăn lên cái đầu. À, bà nói thường hành. Ăn lên cái đầu. Sao bà này nó nói vậy? Họ tên ngày tháng năm sinh mới xem được nha bạn ơi. Phải có họ tên ngày tháng năm. Con mèo kìa. Mấy bạn chia sẻ livestream nha, chị xem tuổi cho bạn chút xíu chị đi ăn. Em chào chị Hương, hello em rồi chiếc chuông mỏ, hello mọi người đi. Hello. Mi giỏ kìa. Con... Mấy bạn chia sẻ livestream cho Hương nha. Phải có chia sẻ livestream, chia sẻ cái hồ xuân Hương vào trên mây đi, hồ chim mình. Bây giờ chị sẽ xem cho mọi người nha. Ai đã chia sẻ livestream rồi phải comment chị Hương mới biết đường xem, không chia sẻ là không xem được. Nè bây giờ mọi người ơi, chia sẻ livestream đi, ngày hôm nay sẽ tiếp tục chờ thỉnh cho mọi người. Trời ơi, nó không có ngồi yên thanh lương. Cũng chỉ kêu nó chưa. Ôi trời ơi, ướt nha em. Ảm hai con Khanh ảm nha. Ảm đi nè, bán đứng nè. Bán đứng mẹ. Trời nó bập lại chị kìa, nó mới bập lại kìa. Dòng đỏ như ý còn mày hết rồi, cái này gần hết rồi phải không? Hết lắm chị ơi. Ngồi xuống đi con Khanh lấy cái túi kia đi. Cái kia hả? Ừ có mẹ. Mấy bịch dòng luôn mà kêu tụi nó vô lấy bịch khác thôi. Đúng, tụi kia đứng dậy lấy. Có phát không, có phát. Bíp ơi, con đừng có quậy của mẹ. Mẹ bíp 5 dòng lỡ đem vào nhà tắm rồi không có vấn đề gì hết. Nghĩa là mấy bạn đem vô toilet cũng không có bị gì hết. Nhưng mình đừng để chung cho nó dính với cái quần lót nha. Và duy nhất trong cái livestream này, ngày hôm nay, trời chiếc mà con đừng có quậy. Bây giờ nha, lấy đi Khanh. Có gì bên này nè. 500... Bây giờ nha, ngày hôm trời đất ơi, kem 4k có xúc đâu mà ăn. Đại biểu ai? À, người ta kiếm giúp à. Đổ tay đi. Rồi con chu mỏ đi, hùng con chó kìa, hùng con chó đi, chu mỏ hùng con chó rồi. 1 2 3 chu. Quanh chu chi 4 5 6 7. Ai này 10 7 7 7. Che che phân che phân. Trời ơi. Bụp Khanh đi, Khanh chọi mẹ kìa, bụp Khanh. 1 2 3. Bụp 1 2 3. Bụp mày 1 2 3. Bụp mày. Nè ngồi mày đeo vòng cho. Bây giờ nha, cái vòng đỏ như ý này, mày cho nó qua bệnh đi Khanh. Chị hồi nãy chị lấy thiếu một cái túi giữ tiền đúng không? Ôm nó đi, ôm nó. Bây giờ nha, cái dòng đỏ như ý mà hôm bữa mấy bạn đòi đó thì hiện tại bây giờ chị nói thiệt là chị Hương hết, không có còn. Còn rất là ít luôn. Đây thì chị đang đeo trên tay chị nè. Thì bây giờ nha, trong cái livestream này khi bạn nào chia sẻ livestream thì chị Hương sẽ cho thịnh cái vòng đỏ như ý. Đây là một cái vòng mà chị nói thiệt, nó hên chó đẻ luôn á. Nói chung là mình đeo cái vòng này nó có cái túi như ý nè, mình ước nguyện cái gì là đều thành hết. Bây giờ chị sẽ xem cho mọi người trước nha. Ai cần lấy vòng đỏ như ý comment giùm chị vòng đỏ như ý. Nhưng mà đặc biệt No. Đây coi. Nè no đi, nói no đi, no đi. Không phải nói no. Nói no đi mẹ thương, nói no đi. No. Nói thì nói Ugo đi, Ugo đi, Ugo đi, Ugo đi. Kêu Ugo kìa, Ugo kìa, kêu Ugo đi, Ugo, 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 Ugo. Kêu đi. Con kêu Ugo ai? Tại vì con nói no đi, mày cho đồ chơi. Cho sô-cô-la ăn, nói no đi, nói no đi. Dòng đỏ như ý em phải có xe like cho chị nè. Thôi trời, mày quan Khanh này tao nhức đầu quá. Cái dòng này là chị nói thiệt, nó là một cái bảo vật của chị luôn. Nó là một cái bảo vật của chị luôn. Vòng đỏ như ý này chị hẹt đeo cái là tiền nó vô ngập tràn luôn. Và chị Hương á nha, đeo cái vòng này từ sáng tới giờ, nói chung là nó hên lắm. Sáng mới bé Khanh nó mới vừa tháo qua nó cho khách coi. Của ai vậy anh Hoàng? Hên lắm luôn. Nè chị, người ta trả tiền chị nè. Đó mấy bạn thấy không? Mình nói không có sai. Đeo cái vòng đỏ như ý cái là tiền nó vô liền, các bạn thấy không? Nhiêu vậy? 100 triệu liền tay là vòng đỏ như ý. Bởi vậy chị nói thì cái vòng này nó trái lắm, nhiều người không tin chứ thật sự trái hàng cực kỳ luôn. Ai lấy vòng đỏ như ý comment giùm chị chữ vòng đỏ và số điện thoại. Không có số điện thoại là chốt không có được nha. Và đặc biệt chị Hương chỉ dành cho khoảng chừng 70 bạn nào có cơ may đầu tiên thôi. Cô Linh ảnh nó ra đi, cô Linh vừa lắm ha, cho mày nghe cái gì nữa. Vừa lắm. Cái vòng đỏ như ý là 150.
ai đặt là phải có số điện thoại, nếu không chị Hương chốt không được. Phải có số điện thoại nha. 150.000 một vòng. Và chị cam kết với mấy bạn luôn, đeo cái vòng đỏ này, những ai thiếu nợ, những ai mà làm được ăn không được, những ai mà làm hoài không có dư, trên cái đường cơ bị thất thoát nợ, mấy bạn lấy vòng đỏ là ok hết nha. Vòng đỏ như ý bỏ phí được luôn. Giá của vòng đỏ như ý là 150.000. Ủa hỏi con Tú nó có lấy số còn điện thoại không vậy? Cưng hỏi nó rồi, sao chị không thấy nó lại gì vậy? Nó biết lấy không vậy? Hỏi nó Tú mày biết lấy số điện thoại mày có lại không vậy? Đó rồi đó nha. Một vòng là 150.000. Và chị Hương nói thiệt, tại vì sao cái vòng này giá nó mau cao? Tại vì mấy bạn biết không, nó có luôn cả cái túi như ý. Và cái túi này rất là hiếm nha. Đây, trên này nè được thầy khắc cái chữ như ý luôn. Giá của nó là 150.000. Dây bi vàng bằng vàng mà 10k luôn. Cái loại này rất là hiếm, mà chị Hương nói thiệt luôn, không có nhiều, 70 vòng duy nhất. Ai có cơ may thì người đó thịnh. Gì? Chỉ có được 70 vòng thôi, hỏi mấy Khanh đi, trái hàng lắm đâu, bịch vòng đỏ như ý đâu, đưa bịch vòng đỏ như ý gì đi Khanh. Đưa chuyện bịch. Nó chỉ được có một bịch 70 vòng thôi nha. Đâu bịch kia nãy con lấy đâu. Một bịch duy nhất vòng đỏ như ý. Cái vòng này là ước nguyện đều được. Và hiện tại bây giờ là chị đang bị trái hàng vòng pha lê. Mẹ. Má mi, kêu má mi đi tao ẩm. Mẹ. Kêu má mi đi tao ẩm mày. Kêu má mi. Má mi đi. Ủa? Hôm qua cái chai mà không được hay được không được. Để gì còn nãy cô uống con keo lại. Vòng đỏ như ý chị 837 là số bên chị nha. Đúng rồi. Ai lấy vòng đỏ bạn cứ việc comment giùm chị vòng đỏ như ý. Và chị nói luôn, cái vòng này chị dành cho những ai đang thực sự mà muốn giàu, muốn thay đổi cuộc đời là chị Hương mới ship nha. Còn bây giờ mình sẽ xem cho các bạn nha. Ai comment họ tên là Nguyễn Thị Kim Hoa, 24 tháng 12 năm 1990. Trên cái cơ đường của em nha Hoa, chị Hương thấy mình có nhiều ước muốn, có nhiều dự tính. Nhưng mà trong năm nay em làm được, bước qua tháng 6 thì mọi chuyện em làm sẽ ok. Mấy bạn ơi, nhấn chia sẻ giùm chị đi, nhấn chia sẻ live stream giùm chị đi để chị xem cho nha. Chia sẻ live stream nha mấy chị ơi, chia sẻ lên trang cá nhân với hội nhóm nha. Bấm thích trang luôn nha mấy chị yêu ơi. Không thích trang, nhấn xem trước Facebook. À quên Facebook. Ủa cưng cưng đi trang chưa? Đúng rồi. Mấy bạn chia sẻ live stream nha. Chia sẻ live stream rồi chia sẻ xong rồi nhấn ghim. Mấy bạn chia sẻ live stream nha, rồi chị sẽ chốt cho mọi người. Đặc biệt chị nói với mấy bạn luôn, hôm qua trời chị vô kho, mấy bạn biết không, chị lục được hai bịch chầm, chị mừng hết lớn. Lấy chầm cho chị. Chị sale cái ủ tóc cho người ta. Hết luôn rồi nha chị. Chầm á. Còn cái đây nó hết. Hai bịch Khanh lấy giùm chị. Ủa cái nám qua tụi nó không đóng rồi Khanh. Mở ngoài ngoài nám rồi chị, nó đóng rồi chưa? Em biết bao nhiêu lắm. Cưng lấy giùm cho chị cái gì đi Khanh. Ủ tóc kìa, sale cho người ta đi. Sale hoài lũ vốn chết không. Kệ sale đi cho người ta mua, người ta xài đi, người ta biết đồ thái nó tốt. Bây giờ ai mà muốn xem thì comment họ tên nha. Nguyễn Thị Minh Nguyệt. Rồi lấy chị ba hũ đó đi. Nguyễn Thị Minh Nguyệt, cưng sửa app đi Khanh. Chị sale 150, sale còn 101, giảm 40. Đây, cái ủ tóc này là của Sun Siêu Thái Lan, dành cho những bạn mà tóc bị khô, các bạn thấy không? Hương ủ mà cái chân tóc của nó ra là cực kỳ lẹ luôn, và làm cho tóc mình rất là mướt. Thì giá là 150, chị sale còn 101, Khanh sửa áp. Và duy nhất chị Hương có được đếm thử bao nhiêu hũ Khanh. Chị sale nha, bây giờ ai lấy ủ tóc thì comment giùm chị Hương chữ ủ tóc nha. Nó có 3 màu, hồng, xanh, tím. Mấy bạn sử dụng cái này sau một lần tóc mấy bạn nó ra như là nấm luôn. Ra như là nấm luôn. Và đặc biệt nó mướt cực kỳ luôn. Bây giờ chị chỉ có được ở đây tầm khoảng 12 hũ thôi. Thì bạn nào lấy ủ tóc comment giùm chị Hương ủ tóc nha. Và nói với mấy bạn nè, những ai tóc gãy gụm, tóc dễ rối, tóc lâu mọc, tóc bị gãy hoài, tóc uốn nhuộm nhiều, sử dụng ủ tóc này thơm lắm mấy bạn. Thật sự Facebook mà nó có chức năng khuếch tán mùi hương á. Nhiều. Rồi nha, 17 hũ chị sale cho mấy bạn còn 101 một hũ. Bạn nào lấy ủ tóc thì comment nhanh lên, vì số lượng có hạn. Ship của nó là 35.000 nha. Ủ tóc ship 35.000. Mấy bạn xài cái này sẽ thấy được tóc mấy bạn, mấy bạn thấy không? Nó mướt, nó rất là bồng bềnh luôn. Và chị Hương chỉ có được 17 hũ thôi. Những ai mà ưu tiên cho bạn nào chia sẻ live stream
Gỗ thiên hạn sử dụng là vĩnh viễn nha. Rồi, ai lấy ủ tóc comment giùm chị Hương chữ ủ tóc đi nha. Ủ tóc tím dồn đơn vòng như ý cho em luôn nha. Rồi, có ai chốt đơn chưa? Rồi, ai lấy ủ tóc comment rồi một hộp còn 16, ai lấy comment giùm chị nha. Phí xếp thỉnh vòng là 50. Ai lấy ủ tóc comment giùm chị Hương. Rồi bắt đầu nha, bạn nào lấy ủ tóc thì mình sale cho, nói chung là mình xài mình thấy hiệu quả thì mình chia sẻ thôi, chứ nó không có được nhiều. Ủ tóc 2 hộp rồi còn 15, bạn nào lấy ủ tóc cứ comment. Sửa giá là liên 150, sale còn 101 á. Sửa rồi chị. Ủ tóc rồi 3 hộp. Ai lấy ủ tóc cứ comment, chị cam kết với mấy bạn luôn. Sử dụng ủ tóc này mà không thấy mướt, không thấy hên. Tại vì mấy bạn biết không, đồ bên chị á, khi mà thầy sơn ở bên đó xong về Việt Nam sẽ có một cô phù thủy tới đây để sơn đồ. Và đặc biệt cô sơn cho mình cái lực rất là hên, kể cả mỹ phẩm hay bất cứ cái đồ gì bên chị Hương, mấy bạn xài là chỉ có hiệu quả thôi. Chị cam kết 100% luôn nha. Những ai muốn lấy ủ tóc, mấy bạn comment giùm chị Hương chữ ủ tóc. Vì số lượng có hạn, chị Hương không nhận giữ hàng cho ai hết. Bây giờ nè, mọi người ơi, share like cho chị đi. Share like cho chị đi. Ai lấy ủ tóc phải comment giùm chị ủ tóc. Tại vì còn có 10 hũ thôi, nãy giờ 7 bạn rồi thì còn được có 10 hũ thôi. Một hũ là 101 nha, phí ship là 35.000. Chị xe cho mọi người hết ủ tóc luôn rồi đó. Hết ủ tóc rồi nha mấy chị ơi. Khanh đứng nhà Khanh điếm với nó được rồi. Đứng chờ sửa hết chưa. Rồi nha, còn được 18 hũ. Khanh nãy nó coi trong map là 17 mà ở ngoài là còn 18 hũ. Rồi, cái ủ tóc này nè mấy bạn, mỗi lần chị nói chị hướng dẫn bằng cách xài luôn. Khi mình xài mình chỉ cần nè lấy ngón tay mình dít cỡ một ngón lên thôi, mình quện như trong tóc. Mấy bạn sẽ thấy nó may mắn cực kỳ luôn. Phí ship là 35.000 một hộp nha. Rồi chị Hương còn có mười mấy hũ là cho hết luôn đó. Thì ai lấy cứ comment. Cái dầu gọi xương xiêu mà nó còn nhiều. Coi còn nhiều mà lấy đi chị xe cho người ta. Em thỉnh phép rồi đúng không? Thì từ 17 ngày cho tới 27 ngày có hiệu quả. Ai comment một lần rồi đừng comment hai lần nha. Một lần thôi, comment một lần là được rồi, đừng comment hai lần. Bây giờ chị tiếp tục chị xem cho mọi người nha. Có những ai mà bị mắc nợ nè, những ai mà cái vấn đề mấy bạn bị mắc nợ nè, nợ nần hoài không hết, làm ăn không được, cung đường vợ chồng không tốt, comment đi, chị Hương sẽ xem cho. Đã chia sẻ là Trần Phương Thảo, 26 tháng 7 năm 1979. Công việc buôn bán đất có được may mắn thuận lợi không em? Trên con đường của chị em thấy chị đang dính díu tới một thằng đàn ông. Người này nhỏ tuổi hơn mình, nó đi chung với mình, nó chỉ đường cho mình làm ăn, nhưng mà thực chất nó hại mình, nó không có tốt với chị. Chị phải buông thằng này ra thì chị làm mới được nha. Chứ nếu mà còn tiếp tục dính với thằng này chị sẽ không bao giờ làm được. Ủ tóc chị đang sale. Còn nước ém không Linh? Ngon quá Linh. Ngon quá hả? Ờ cũng được. Ủ tóc là 101 hũ nha, 150 sale còn 101 mà em còn có 10 hũ thôi. Chị nào lấy thì cứ comment. À, hết luôn rồi. Đúng rồi, ai có chia sẻ livestream chị Hương sẽ xem và giảm giá cho nha. Ai lấy ủ tóc thì cứ comment giùm chị ủ tóc nha. 101 một hũ và sale cho mấy bạn, nó còn 101 một hũ đó. Có 101 thôi nha mấy chị ơi, nhưng mà mấy chị phải share like nha. Hôm nay chị Hương không có live buổi tối, tại vì tối nay chị đi ăn. Thì bây giờ chỉ duy nhất trong cái livestream này thôi. Em nợ nhiều quá chị Hương ơi. Trần Thị Thanh Hiền, 23 tháng 8 năm 1993. Cái cung đường của em năm nay phải gặp nợ rất nhiều nha. Chứ nếu mà em không nợ là chị nói thiệt, em có thể dướng vô cái năm mất mạng. Tại vì năm nay cung cũng bước qua được cho chị Hương trong tháng năm nay, thì cái cơ hội làm ăn và mọi thứ vấn đề của mình mới được tốt nha. Thì em nên thỉnh cho chị cái lá vàng 70.000. Lá vàng 70.000 em thỉnh cái đó để em trợ lực. Thì cái lá vàng thì hiện tại chị nói chị không có dám like. Từ ngày hôm qua vậy mà thấy chị đâu có like lá vàng đâu, tại vì chị không có. Còn trên cái đường cơ những cái lá vàng cho chị nha. Ở đây có mà Khanh không cần gì. Cái lá vàng 70.000 nha. Lá túi tiền còn không? Lấy lá túi tiền luôn Khanh ơi. Chị còn bệnh, em chúc chị đi khám bệnh nè. Chị coi xong chút xíu chị đi khám bệnh liền giờ nè. Cái lá vàng á thì giá của nó là 70.000 nhưng mà bị cháy hàng quá. Đưa bịch lá túi tiền luôn Khanh ơi, bịch đi Khanh ơi. Bịch lá túi tiền, bịch lá năm vòng luôn. Những ai mà mình làm ăn bao nhiêu năm không được, mọi vấn đề mình không được suôn sẻ, không được thuận lợi, mấy bạn thỉnh phép bên chị, cam kết với mấy bạn luôn, hiệu quả cực kỳ.
Cưng lấy một sắp với Cưng kêu tụi nó đưa một sắp với lá túi tiền luôn. Làm gì cũng có hàng mới đem về mà sao không có được, chợ nó khùng hả? Họ nói gì đem mới đem túi tiền đồ về đâu mà làm sao không có được. Vòng tỳ hưu, những tỳ hưu. À do cái cơ hiện mình hạt nặng nha Châu Ánh Tuyết. Bạn đeo mà bạn không có cái lòng tin thì nó sẽ không bao giờ có hiệu quả trên mọi bước đường luôn. Mấy bạn ơi chia sẻ livestream cho chị Hương nha. Bây giờ nha, những ai chia sẻ livestream của chị Hương, chị Hương sẽ chia sẻ cho mấy bạn một cái bí quyết để mấy bạn giữ tiền. Hứa danh dự luôn, không hiệu quả chị hoàn tiền. Đặc biệt luôn, những ai mà mình có nhà có cửa hoặc là mình nợ nần đồ nhiều, thỉnh cái vòng đỏ như ý này về cầu xin nè. Đang thiếu nợ là trả đứt nợ hết luôn, bảo đảm. Còn nữa ngọt em, nữa ngọt hình như còn có mấy chai thôi, 185.000 chai gần hết. Hỏi tôi nói là cái bịch này mà có nguyên một cái bịch nguyên chưa bung ra đâu. Rồi phép làm vòng chắc hết luôn. Phép vòng hết luôn rồi. Hỏi tôi nó kỹ rồi chắc hỏi rồi để chị biết chị kêu. Hỏi rồi anh Hoàng mới hỏi. Cưng coi trong áo đi. Chị coi kêu chị là lấy về đó. Rồi nha. Bây giờ đây là cái lá túi tiền nè. Chị sale trong cái livestream này đây chị còn được 100 lá thì giá của nó là 65.000 một lá. Công dụng của lá bây giờ cái này là thầy rất là khó để thỉnh luôn. Những ai mình giữ tiền không được, mình làm hoài không có dư, cái cơ hội mình làm bao nhiêu tiền đều hết. Mấy bạn sẽ thỉnh cho chị. Đó là 784. 784. Hả? Là ở ngoài còn rất là nhiều luôn á Khanh. Không có thể nào hết được. Cứ kêu Hoàng kiếm ra cho chị đi, nếu còn 784 là còn nhiều lắm. Nói là trong app còn tới gần 1000 cái lận. Vòng pha lê là chị Hương đang đeo nè. Giá của nó là 99.000. Thì ai lấy cái này comment. Cái em nở ngực này thì thật sự luôn, xài cái cơ ngực rất là bự. Đây, cái lá vàng bên chị đang hết nè bạn, nhìn cái cơ ngực của chị Hương này là do chị Hương sử dụng cái kem nở ngực không, mà mình không có cần phải mặc áo ngực luôn, nó vẫn rất là to. Cái cách sử dụng nó, mình cho nó một ít ra tay nè bạn thấy không, mình sẽ dùng mình massage lên cái ngực. Và chị nói trước nha, khi mà sử dụng cái này bạn phải chuẩn bị tiền để mua áo ngực mới đi, tại vì chắc chắn nó sẽ lên size. Đây mình vuốt theo chiều kim. Cưng kêu Hoàng kiếm đi, tại vì trong áo còn là không thể nào không còn hết. Cưng nói với Hoàng vậy đó. Anh Hoàng ơi, chị Linh kêu Hoàng cho em đi, chị Linh. Linh kêu Hoàng giùm em đi Linh. Không bao giờ mà cái nở ngực này nó hết, cháy hàng lắm nha. 185.000 một chai. À, trong app á là còn 784 cái lá vàng. Cưng hiểu không? Là không thể nào ở ngoài hết được. Hôm bữa chị mới lấy về 1000 lá mà. Lá nào chị? Đợt hôm bữa, đợt trước á, đợt trước thì chị đi hái chị có đem về, có gửi về hai sắp 1000 lá mà. Cưng kiếm hàng đi có. Chị nói mà cãi không, mà cái đó còn, tại vì trong app nếu mà không làm sao còn 800 mấy lá cơ anh? Trong app còn mà. Thì bây giờ kiếm đi, tại vì trong app còn là phải còn, hiểu không? Tại vì trong app con Khanh nó mới vừa coi còn gần 800 lá mà. Nhưng mà mày hiểu không Khanh, nếu mà chị không lấy sao trong app có? Chị đâu bao giờ chị nhập khống đâu. Kiếm rồi đó đi, còn đó. Điện cho thằng Thiện, hỏi thằng Thiện giùm chị đi. Rồi nha, cho em vòng đỏ dưới. Vòng này cháy hàng lắm. Ai sale thì chị không mới cho thôi nha. Cái quần, cái vòng này thì giá của nó là 150.000. Bạn nào sale, điện cho thằng Thiện đi. Rồi, còn cái kem nở ngực này nè, thì giá là 185.000. Dùng để nở ngực. Còn cái sắp vòng đó còn làm sao hết được trời. Rồi nha, còn bây giờ những ai có xe like chị sẽ cho thỉnh cái lá túi tiền này. Chị còn ở đây rất là ít luôn. Thì cơ hội chỉ đến một lần trong cái livestream này thôi. Bạn nào muốn giữ tiền, muốn cho cái đường cơ mình làm ăn lên, mấy bạn sẽ thỉnh cho chị là lá túi tiền 65.000. Và cam kết luôn nha, chị thoa mới 3 lần không dám thoa ngực chị, bây giờ nó đứng ngực. Đó em nói rồi đâu có sai đâu, thấy không chị Ngọc Thanh Nguyễn. Cơ ngực lên rất là cao. Những ai mà sử dụng, cái ai mà bị mà sệ ngực nè, bị cái ngực mình không lên, cái vú mình nó không có đúng, mấy bạn sử dụng cái này ngực nó rất là nở. Đó mấy bạn thấy chị Ngọc Thanh Nguyễn, chị Hương Kim comment không?
đây nè, cơ ngực rất là lên luôn. Và chị cam kết luôn nha, ai hỏi ai bỏ comment của chị giờ, đứa nào con quỷ tú hay đứa nào vậy? Cái này là kem nở ngực nha, giá của nó là 185.000. Chị Ngọc Thanh Nguyễn đó, thấy không, sử dụng và rất là ok luôn. Ai lấy cái kem nở ngực này là comment giùm chị. Cưng hỏi Tú rồi, nó bỏ kem comment hay gì vậy? Tú ơi, chị không kem comment em bỏ kem hay gì vậy? Nó bị khùng hay gì vậy? Đó, người ta ghi mà nó cứ bỏ hoài vậy trời. Cái kem nở ngực này 185.000 một chai, nhưng mà rất là ok. Chị em mới sanh em dùng được, với điều kiện là em không còn cho con bú nha. Còn nếu những ai đang cho con bú thì không có nên sử dụng. Và chị nói luôn, cái này cháy hàng lắm. Chị còn tầm này nhiêu chai với Khánh Điếm rồi? 1, 2, 3, 4 15 chai. 15 chai. Đó thì ai lấy cái này là comment giùm chị Hương kem nở ngực nha. Lá giữ tiền, thật sự chị nói chị cũng không có dám like, tại vì nó bị cháy hàng. Đây nha, 65.000 một lá, dành cho những ai mình giữ tiền không được, làm hoài cái cơ tiền nó ra hoặc mọi vấn đề luôn, mình sẽ thỉnh cho chị cái lá giữ tiền này. Giá của nó chỉ có 65.000 thôi, nhưng chưa chồng dùng được nha. Kem nở ngực này chưa chồng hay có chồng gì dùng cũng được. Chỉ có điều là đang cho con bú là không nên dùng, tại vì khi thoa kem cái tuyến ngực nó nở ra, mình cho con bú thì nó sẽ bú luôn cái kem để mình thoa trên cái ngực. Còn cái lá giữ tiền này chỉ còn tầm 200 lá, 100 lá chứ, 100 lá thôi. Thì ai chia sẻ livestream chị cho thịnh với giá 65.000, lá giữ tiền 65.000. Chị cam kết với mấy bạn luôn, sử dụng cái này tiền sẽ không còn ra. Rồi một kem nở ngực Loan Hà, chị thấy nè, lá giữ tiền, chị thấy Lê Trúc Lâm nè. Ai lấy cái gì là comment, 14 tuổi dùng kem nở ngực được 10... Cái gì? Con ra con hỏi nó đi. Tú ơi, em lấy số điện thoại kịp không? Quá trời mới em chưa lại á. Ở bên Hồ Thị, em đang lấy bên nào vậy? Khanh ơi, nó đang lấy đâu? Em, chị đang hỏi trên máy tính kìa. Hồ Xuân. Hồ Xuân hả? Ừ. Ờ, nó đang lấy Hồ Xuân hả? Ừ. Rồi cho lấy Hồ Xuân đi, Hồ Thị nó lấy sao vậy, là Hồ Thị nó tắt like nó mới lấy. Bây giờ đây nha, lá giữ tiền hiểu không, là cưng đang coi Hồ Thị nó lấy là Hồ Xuân. Ai comment là chị mới chốt nha, lá giữ tiền 65.000. Chị Hương nói một lần cuối, ngày hôm nay chị không có like buổi tối, chị chỉ like buổi trưa thôi. Tại vì bình thường chị like hai cử là buổi sáng và buổi trưa và buổi tối. Nhưng mà tối này chị bận đi ăn rồi, cho nên chị không có like buổi tối. Thì bây giờ chỉ duy nhất trong cái live stream này thôi, chợ thỉnh cho mấy bạn nè. Bạn nào may mắn có duyên thì sẽ thỉnh được cái túi lá giữ tiền này. Và đặc biệt cái công dụng của lá giữ tiền thì Hương nói là một lần nữa, các bạn tập trung vô nghe nha. Những ai tiền ra nhiều, mình không giữ được tiền, cái đường cơ của mình không hên, mình làm gì cũng bị ra tiền, bạn thỉnh cái này vô, nó sẽ cho các bạn là tiền vô như nước, mà tiền ra là nhỏ giọt cà phê, không bao giờ ra tiền luôn nha, cam kết với các bạn. Còn cái dòng đỏ này chị Hương không có hứa, bạn nào thỉnh thì cứ để số điện thoại, bên chị còn thì bên chị sẽ gọi nha. Tại vì nó có được một cái túi như ý cho nên giá của nó rất là cao, tới 150 một vòng mà là không có dòng luôn. Không có luôn, hỏi các anh đi, không có dòng cho bạn thỉnh luôn. Có phép yêu nha em ơi, tí nữa chị Hương like nha. Mấy bạn, đây là cứ để lại số điện thoại. Mấy bạn có thấy không, cầm cái túi giữ tiền vô này, bạn thấy không, tiền người ta mượn tự nhiên nó lại chạy về với mình, chạy về với mình luôn, nghĩa là nó không có bị ra tiền đây. Chị tiền người ta mượn chị là tự động chạy về luôn. Phép 5 dòng còn em, phép 5 dòng, giá của nó là 70.000. Cái này gọi là lá vàng nha, lá vàng. Ngoài đó còn nhiều, lá vàng đang kiếm đó chị. Một vòng đỏ rồi, ai lấy cứ comment nha. Phép 5 dòng còn, ai lấy lá giữ tiền comment giùm chị Hương lá giữ tiền 65.000 một lá, phí ship 50. Và chị Hương cam kết luôn, rùa vàng còn em, cái gì cũng còn hết, em chỉ việc comment thôi, cái gì cũng còn hết. Chị cam kết với mấy bạn luôn, khi mấy bạn sử dụng mình sẽ thấy được cái hiệu quả nó rất là cao. Những ai mà làm mình không giữ được tiền, cái đường cơ mình không có hên, mấy bạn làm hoài không thấy dư, là mình sẽ thỉnh ngay cái lá giữ tiền này. Chị Hương cam kết với mấy bạn luôn, hiệu quả cực kỳ luôn. Phép 5 dòng còn nha, cái gì cũng còn hết, mấy bạn chỉ việc lá giữ tiền là 65.000 em ơi. Và chị đang rất là cháy hàng. Cái lăn nách rồi, cho chị cho lăn nách đi. 65.000 nha. Cái này 65.000 nha. Ủa ngày qua giờ tụi nó đóng hàng chưa?
Vòng đỏ đeo không có bị đen nha. Em lấy ông rồi, em cứ để số điện thoại lại giùm chị. Phép giữ người yêu mà cho người yêu luôn nghe lời mình, bùa yêu quá ha. Kiếm chị bùa yêu đi. Phép giữ người, lá giữ tiền. Bây giờ chị tư vấn về tình cảm trong cái cung đường. Ví dụ như mình với chồng mình sử dụng cái này, thì khi mình sử dụng người chồng đó chỉ biết có một mình thôi. Đặc biệt là nó có cái dầu yêu trong này nha. Đây, thì cái bùa yêu này giá 150 và nó rất là cháy hàng. Chị không có hàng nhiều đâu, cái bùa yêu này nó ghê lắm. Nói chung là nó dữ dằn lắm. Những ai mà chồng bỏ, chồng chê hay là chồng có vợ bé gì đó, mấy bạn sử dụng cái bùa yêu này là thằng chồng nó quay về liền nha. 150.000 một cái bùa yêu. Và chị Hương còn đầm ở đây khoảng 30 cái bùa yêu, cho nên chị Hương không có dám lại. Có 30 cái bùa thôi, 30 cái bùa thôi cho nên chị không dám lại. Cho số điện thoại nha Duy Nguyễn. Thì cái bùa yêu này khi mấy bạn sử dụng nó, mấy bạn sẽ dùng cái dầu này mấy bạn thoa ngay ngực. Đặc biệt nha, khi mình có cái bùa yêu này mình sử dụng, chị đảm bảo với mấy bạn luôn, những cái người đàn ông gần mình, hoặc là nếu mình là đàn ông mình sử dụng, thì đàn bà khi gần mình nó dính mình không bao giờ nó bỏ mình được. Thì ai lấy cái này comment giùm chị Hương chữ bùa yêu, chị Hương cho thỉnh nha. Và khi nhận xong chị Hương sẽ có hướng dẫn sử dụng. 150.000 một bùa yêu nha. Bùa yêu là 150.000 một bùa. Mấy bạn sử dụng mấy bạn sẽ thấy được cái hiệu quả. Tại sao mà cái bùa yêu bên chị Hương nó là trái vậy? Tại vì khi sử dụng cái này, chồng rất là yêu, rất là thương mình, rất cái đường cơ rất là ok, rất là tốt luôn. Thì giá của nó chỉ có 150.000 một bùa. Sử dụng này cho những người mà mình quen lâu năm mà tự nhiên người ta không thương mình nữa, hoặc là mình quen họ lâu năm mà họ muốn bỏ mình, người yêu cũ bỏ đi, mình muốn người ta quay về, hay là mọi vấn đề luôn, là mình sẽ sử dụng bùa yêu. Sử dụng bùa yêu cho người yêu cũ quay lại được, là mọi vấn đề là đều được hết, là bùa yêu nha. Lê Trúc Lâm ơi, chị muốn xem gì thì cứ để. Ngày hôm qua giờ cưng có đóng lăn nắp với lại dầu thơm không? Có. Có nhiều không? Vâng. Sao ít được? Có 4 chai gì? Cái gì? 4 chai. Cái gì 4 chai? Dầu thơm. Chị thấy... Cưng mà vô đem gom nè. Chị thấy mọi người ta comment nhiều đúng không? Ai biết đâu. Cưng hỏi tôi nó gọi hết like chưa? Ừ. Hỏi liền đi. Cái phép là bữa chị lấy một cọc rồi chị kêu gom rồi chị like nhớ không? Like mới đây nè. Ừ. Đó gọn nhiều đâu. Cưng hỏi tôi nó gọi hết like chưa? Đừng có comment địa chỉ lên nha mấy chị ơi. Comment họ tên ngày tháng hỏi liền đi Hoàng. Đứng đó hỏi được rồi. Cưng đứng đi, cưng hỏi tôi nó gọi hết like của cái like ngày hôm qua chưa? Gọi hết số điện thoại của like ngày hôm qua chưa? Gọi hết like ngày hôm qua chưa? Lăn nắp nhiều không? Dầu thơm nhiều không? Lăn nắp không em gọi em chốt được. Ôi cái này của em chốt ít hả? Hỏi tôi nói dầu thơm mà tôi nói chốt nhiều không? Hôm qua chị thấy người ta comment dầu thơm nhiều lắm mà. Dầu thơm với lăn nắp gọi hết chưa? Nhiều không? Hỏi tôi nói nhiều không? Cưng hỏi tôi nói nhiều không? Gọi chốt có nhiều không? Lăn nắp với dầu thơm á. Nhiều không? Tụi nó nhiều. Nhiều mà sao Hoàng kêu có mấy chai lần xong. Ủa Hoàng ơi Hoàng, đơn đóng hết chưa? Còn nhiều không? Cái này là bùa yêu nha. Rồi qua. Lá giữ tiền ai đặt cứ để lại số điện thoại nha mấy chị ơi. Tại vì lá giữ tiền nó cháy hàng quá cho nên chị không có hứa nha, không có hứa chừa cho ai hết. Tại vì bên ngoài mới báo với chị là nó đang ngừng hết rồi. Bùa yêu 150 thì ai lấy lá giữ tiền mấy bạn comment giùm chị Hương nha. Giá của nó là 65.000 dành cho mình có thể chơi để cho mình trúng đề hay là mọi vấn đề của mình luôn. Rất là ok. Lá giữ tiền này giá của nó là 65.000 nha. Rồi, bây giờ còn mấy loại dầu thơm này chị sale cho mấy bạn nha. Mắt kính đi. Đi lấy mắt kính đi kìa. Chị sẽ sale cho mấy bạn mắt kiến nha. Mắt kiến 99.000. Hai ba hộp vậy thôi. Cái này là gì vậy? Nó 7 hả? Mẫu này đẹp nè. Rồi, nó 7 trước đi. Bây giờ cái mẫu này chị có được 2, 4, 6. Rồi, có đủ cho hai cái Facebook không? Cái này là No 7 đen, cái này là của Chanel nha. Và chị Hương sale 99.000. Duy nhất trong cái live stream này thôi nha. Hết live stream này, kính này nó về giá 1.2 triệu. Đó, thì bây giờ cái mẫu này rất là sang chảnh. Bạn nào lấy kiến Chanel này comment giùm chị là Chanel đen nha. Nó có hai màu, No 7 đen và No 7 trà. Cái này là No 7 đen nha. Mẫu này rất là sang, mặt nào cũng đeo được hết. Và chị sale cái hàng này, tại vì thật sự sale là coi như là quà tặng để tặng tương tác với các bạn thôi, chứ nó không có giá này đâu.
giá của nó chị sale cho mấy bạn luôn là 99.000. Ai lấy cái này comment giùm chị nô quẩy đen, chị bỏ qua là hết nha, tại vì còn rất là ít. Ai lấy nô quẩy đen comment giùm chị Hương bỏ qua là sẽ hết, bỏ qua là sẽ hết. Nô quẩy đen, bạn nào lấy cái này comment giùm chị nô quẩy đen 99.000 một kiến. Đây để chị cho bạn coi cái gọng kiến rất là đẹp, rất là sang. Đây cái khăn cầm giùm chị nô quẩy đen nha. Cái mẫu này là của Chanel, ai có chia sẻ là mới sale được với giá đó nha. Mẫu gọng của Chanel nè, rất là đẹp. Mấy bạn nhìn cho kỹ nè, gọng của Chanel nè, ở trong là có chữ Chanel luồn luôn nha. Nô quẩy đen, một cái màu đen với màu trà nha. Có hai màu nhưng mà chị đang like trước cái nô quẩy đen nha. Rồi nô quẩy đen, ai lấy cái này comment nô quẩy đen nha, hai cái sóc sóc rồi. Ai comment nô quẩy đen là mới được nha. Và chị Hương chỉ có một mẫu là tầm 10 cái thôi nè, Nguyễn Trang rồi chuẩn bị hết rồi đó mấy bạn. Ai lấy giữ tiền rồi chị thấy nha, ai lấy nô bảy đen cứ comment cho chị, tại vì mẫu này rất là ít. Nô bảy đen bên hồi cái mẫu này rất là sang nha, cam kết với mấy bạn luôn, hết like này nó về giá lại là 1.2 triệu. Và hồi trong cái live stream này thôi gì, Hồ Thị hai cái nữa nè, Hồ Thị lấy rồi đó. Nô bảy đen nè, bỏ qua nè Khanh, bây giờ là đang sale mất kiến nha. Nô bảy đen, ai lấy nô bảy đen comment giùm chị Hương. Lá giữ tiền rồi có, còn được 5 cái nô bảy đen nữa nha. Mẫu này không nhận giữ hàng. Mấy bạn xài kiến bạn sẽ thấy được cái hiệu quả, tại sao mà nó hiệu quả, nó rẻ thế như vậy. Đây bạn thấy không, gọng kiến chờ neo mạ vàng nha, rất là đẹp. Và gọng này đeo rất là sang chảnh. Đây chị đeo lần nữa cho bạn coi, rất là sang chảnh nha. Mình đeo nó có cái khuôn mặt này làm cho cái khuôn mặt mình nó nhỏ vô ốp theo cái vòng kiến. Đeo rất là sang chảnh tại vì đây là hàng của chờ neo nha. Đây, gọng khắc chữ chờ neo bên trong luôn nha. Đây, nó có một cái chữ ít nhỏ ngay cái gọng mắt kiến, bạn thấy không? Một cái gọng mắt kiến có một cái gọng nhỏ, nó có chữ ít nè, chờ neo nè. Thì chị sale đó, bạn nào lấy được thì cứ comment giùm chị nha. Nô quẩy đen có 99.000. Hàng này bị trái lắm, không có hàng nhiều đâu. Thì ai lấy, ai muốn thì comment dầu lăng tình yêu em coi giùm chị cái bài đăng nha. Coi giùm chị cái bài đăng là chị có, để chị có ấy cái bài đăng rồi em coi giùm chị nha. Cái mẫu này là nô quẩy đen rồi, hết hàng rồi đó. Bên hai cái Facebook có đủ không? Chỉ có 10 cái kiến thôi, sắp vô. Rồi, bắt đầu tiếp tới nô quẩy trà. Thì mẫu này cũng trái lắm, màu trà nó sáng hơn chút. Nhưng mà gọng của Chanel rất là sang. Và chị duy nhất màu trà thì là có 10 cái thôi nha đây. Các bạn nhìn cho kỹ nha, gọng ít của Chanel nè. Đó, bây giờ chị Hương sẽ đeo thử cái nô quẩy trà nha. Ai lấy nô quẩy trà, comment giùm chị chữ nô quẩy trà. Cái này có được 10 cái thôi nha, không có nhiều. Những ai mà muốn sang chảnh mình có thể mua cái kiến này mình đeo mình thay đổi, phải vì nó vẫn là hàng hiệu. Hết livestream này kiến này về giá là 1.2 triệu. Nô bảy trà các bạn thấy không, màu rất là đẹp, đeo lên rất là sang chảnh, tóc đen tóc nâu tóc gì đeo cũng được. Và đặc biệt gọng của nó là mạ vàng của Chanel nha, có chữ ít đây, đeo rất là sang. Các bạn nhìn đi, tại sao chị tạo tương tác nên chị sale rẻ, giá là chỉ còn có 99.000 một cái. Đây là kiến nô bảy trà, và bạn nào lấy thì comment nhanh chị bỏ qua nha. Nô bảy trà có 99.000 một cái thôi nha mấy chị yêu ơi. Mờ hả? Nô bảy trà phải có số điện thoại, nếu không có số điện thoại chốt không được nha. Ủa sao mờ kì vậy? Nô bảy trà nha, ai có số điện thoại mới chốt được. Mẫu này rất là sang, 99.000 một cái. Ai lấy nô bảy trà thì comment giùm chị đây. Nô bảy trà nha, có comment số điện thoại 19 lần á. Phải có cờ M hả? Sao M kỳ vậy? Để chị coi. Chút Linh lên, để lại số điện thoại đi chị ơi. Ai không có số điện thoại là sẽ không được chốt nha mấy chị yêu ơi. Để số điện thoại là giùm em đi. Nô bảy trà nha, cái của chị Hương đang đeo là màu nô bảy trà, cái này rất là sang chảnh nha. Rồi hết M chưa? Hết M chưa? Nô bảy trà nha. Cái này chị Hương đang đeo là màu nô bảy trà. Ai có số điện thoại mới chốt, không có số điện thoại không chốt được nha. Mấy bạn lưu ý giùm chị, có số điện thoại chị Hương mới chốt nha. Giống như bóng xuân nè, không có số điện thoại chốt không được. Cái mẫu nô bảy trà này rất là hot và hàng nó không có nhiều. Ai lấy thì comment, tại vì gọng này là gọng của Chanel nè, có chữ ít nè, rất là sang chảnh. Giá sale cho mấy bạn là 99.000 để tạo tương tác nha. Sang chảnh lắm mấy chị yêu ơi. Nô bảy trà, ai lấy cái kiến nô bảy trà 99.000 để bạn comment giùm chị chữ nô bảy trà nha. 99.000. Chỉ có 99.000 một cái thôi nha mấy chị yêu ơi. Chia sẻ like mới được giá như vậy nha. Cái trước là nô bảy đen, cái này là nô bảy trà nha. Cái trước là nô bảy đen, còn cái này là nô bảy trà. Sao cái bên anh Phúc kỳ vậy ta? Tối nữa không chị? Tối với mờ nữa. Tối là mình tối.
nô bảy chè rồi ok. Nô bảy chè rồi ok, bỏ qua cho em nha. Ai lấy nô bảy chè thì comment cái mẫu này đeo rất là sang các bạn nhìn nè. Nô bảy đen rồi ok. Ai lấy đen comment đen, ai lấy chè comment chè. 99.000 một cái, chị Hương chỉ có mấy cái để sale thôi. Lê Trúc Lâm mà chị để lại số điện thoại đi, sẽ có nhân viên gọi điện tư vấn cho chị. Không có số điện thoại chốt không được nha Mi Phạm. Có số điện thoại mới chốt được. Mi Phạm là hai cái đen cái trà nè ok chị. Cứ để lấy thêm một hộp nữa đi canh. Hộp kiến này kiến gì vậy? Kiến này là siêu phẩm 140.000. Có 5 hộp. Cái mẫu này rất là sang nè mấy bạn. Lan lượt hai màu, một cái mặt sao đeo được hai cái. Thì chị đeo từng cái. Thì giờ ý là cưng phải đai cái này xong cưng mới like qua kia chứ cưng đang. Vậy là lát nữa lỡ nó hết cái kia. Không nhưng mà mình đang cưng phải like từng cái chứ một cái mặt sao cưng cầm được hai cái. Thì nó comment gì lát điện mình chốt thì nó lấy thôi. Cái mẫu này là 149.000. Mẫu này là không viền nha. Mẫu cây đơ, mẫu này rất là đẹp và mẫu này chị cháy hàng mỗi mẫu chỉ có được 8 cái thôi. Cái này là mẫu tên là nô hai đen và nô hai trà. Đây chị sẽ thử cái màu nô hai đen trước nha. Mẫu này không kén mặt nha, ai đeo cũng được. Đây là nô hai đen, bạn nào lấy nô hai đen thì bạn comment nha. Nó có màu nô hai đen và nô hai trà, giá 149.000 full hộp full khăn. Đó, đây là màu trà đấy bạn. Màu trà đây, còn cái màu chị Hương đang đeo trên mặt là màu đen. Thì mẫu này rất là sang. Những ai mà đeo cái kiến này rồi sẽ thấy đồng tiền giá trị của nó rất là đáng tiền luôn. 149.000 một cái nha. Cái này là mẫu nô 2, nô 2 trà và nô 2 đen. Gọng đá này bạn coi nè, đeo rất là sang chảnh luôn. Những ai mà thịnh cái kiến này về xong bạn sẽ thấy được cái hiệu quả nó mang lên mà nó đã con mắt mình lắm. Đó thì bạn nào lấy comment cho Hương nha. Nó có nô 2 trà và nô 2 đen. Ai lấy nô 2 trà comment nô 2 trà, ai lấy nô 2 đen comment nô 2 đen. Không có số điện thoại là chốt không được nha. Xuân Yến Nguyễn Thị. Cái phải quà tặng cũng được nha mấy chị ơi, đẹp làm quà tặng mới được nha. Cái này mới có thể có số điện thoại mới chốt được, không có số điện thoại là chị chốt không được nha. Phải có số điện thoại mới chốt được đây. Chia sẻ like đông đông lên mấy chị ơi, bữa nay mấy chị chia sẻ ít quá là chị Hương không có sale đồ rẻ lên cho mấy chị đâu. Nô nha. Hai đen mấy bạn phải chia sẻ live stream là chị mới ấy được nha. Không chia sẻ live stream là chị Hương không có sale đồ rẻ được đâu. Rồi, bây giờ sẽ tiếp tục nha, xem cho mọi người. Mọi người chia sẻ live stream đi để chị tiếp tục chị xem cho các bạn nha. Những ai có chia sẻ live stream là chị sẽ xem. Chia sẻ live stream chị xem nè, để này lát cho ống đi nè. Vòng tay túi tiền, vòng tay túi tiền là 179.000 một vòng. Bây giờ cái này giá của nó là 150.000 vòng đỏ như ý, cầu xin ước nguyện. Và chị duy nhất chỉ có được một bịch này thôi, vòng đỏ như ý nè. Ai lấy thì comment, tại vì số lượng có hạn. Vòng đỏ như ý nha, vòng này thì nó cháy hàng quá rồi, không có hàng để like luôn. Nô máy đen Gia Lâm Đạo, nô 2 hả? Vòng 99k là vòng này đúng không? Chị còn nha. Vòng này là vòng pha lê 99k. Vòng pha lê. Chợ về làm ăn, chợ về mua may bán đắt và mọi thứ luôn. Đây, cái vòng này thì nó lại cháy từ hôm qua tới giờ nữa các bạn. Nô 2 trà nó ok. Những ai mình nô 2 trà rồi ok thấy nha. Hiếu Trung thấy nha. Những ai mình làm về được cung đường làm ăn mua bán, mình nên thỉnh ngay cái vòng này cho chị, tại vì chị cam kết với mấy bạn. Mấy bạn sẽ thấy được tiền về ngay tức khắc luôn. Cái vòng này chỉ có 99.000. Vòng này gọi là vòng bán đắt nha. Vòng bán đắt 99.000. Nhưng mà hiệu quả sẽ thấy ngay tức thì, chị Hương dám đảm bảo luôn. Những ai thỉnh cái vòng này về đeo, tiền nó vô như nước. Cam kết 100% với bạn. Đây chị tháo ra đeo cho coi. Tiền vô rất là nhiều. Vòng này gọi là vòng bán đắt giá 99.000 nha. Anh đeo chị vòng này đi thôi. Tuyết trắng thì chị cứ để lại số điện thoại, sẽ có quản lý gọi điện chốt đơn cho chị nha. Đeo chị cái gì như thế này. Vòng bán đắt là 99.000 nha. Dễ thương lắm mà cháy hàng lắm. Rồi, vòng bán đắt là không lựa màu. Vòng bán đắt này giá là 99.000 một vòng.
những ai mà đeo cái dòng này vô đó mình sẽ làm ăn rất là ok, mình bán đắt cực kỳ luôn, làm gì cũng được thuận lợi. Thì vòng bán đắt này 99.000 một vòng, và từ ngày hôm qua giờ chị cháy hàng cái vòng này chị không có dám like, ngày hôm nay nó về được khoảng chừng 100 sợi thì chị mới like nha. Vòng bán đắt khi mình đeo cái này chợ lời ăn tiếng nói cho mình, buôn bán cái gì cũng được đắt hết. Thì nó có mấy màu nè, xanh, đen, đỏ, vàng, không lựa màu nha. Vòng bán đắt này 99.000 một vòng. Mấy bạn khi đeo cái vòng này sẽ thấy được ngay cái cục 500 này sư thầy làm. Nó được làm phép vô cho nên cái lực nó rất là mạnh. Khi mình đeo nó tự nhiên sẽ có quế nhân kiếm tới mình, tự nhiên sẽ có người tìm tới để giúp đỡ, tự nhiên tiền về. Mấy bạn thấy không? Đeo một cái là tự nhiên đầu tiền nó về, hút tài, hút lộc, mang vận may, mang đường cơ cho mình làm ăn rất là ok. Và chị Hương nói trước, chị Hương không có nhiều. Ai muốn thỉnh vòng bán đắt này phải để số điện thoại, nếu không là không chốt được nha. Vòng bán đắt bên chị Hương giá là 99.000. Khi đeo nó vô chị đảm bảo với mấy bạn tiền sẽ về. Và chị cam kết luôn cái vòng này không có ai có đâu, chỉ có mình thì chị có thôi. Thầy làm phép sơn riêng chú cho chị Hương cái này. Vòng bán đắt 99.000 một vòng, đeo vô đắt hàng cực kỳ luôn. 99.000 một vòng, nhưng mà Hương cam kết với mấy bạn luôn, những ai thỉnh cái này về tiền mà còn không về chị hoàn tiền trở lại. Có nhiều người người ta không có buôn bán, người ta đeo cái dòng này vô, tự nhiên đường cơ ở đâu tiền nó đưa tới cả đống cả này, giúp cho người ta hả thuận lợi, mọi chuyện đều được như ý. Và cái vòng này nè nó cháy hàng lắm, tại vì giá của nó có 99.000 mà nó mang về hiệu quả quá là cao, nó mang về cho người ta. Dạ rồi, Luca nắm mà anh ghé lấy đi. Vòng này 99.000 một vòng. Có 99.000 thôi. Bảo đảm may mắn cực kỳ. Những ai mà thịnh cái vòng này rồi sẽ ok lắm nè. Những ai mà chưa biết thì cứ thịnh. Mấy bạn cứ lấy cái gì cứ comment. Và bên chị không cho lựa màu, tại vì mấy bạn biết không, nó rất là ít. Cái số lượng nó rất là ít, không có lựa màu được. Cái vòng này nè, nhiều người người ta thỉnh vô, người ta cầu xin mà làm ăn, cầu xin trả nợ, cầu xin bán nhà, cái gì người ta cũng được như ý hết. Thỉnh này, thỉnh vòng này được nè, Menki chúc. Cái vòng này giá 99.000 nha, và chị cam kết bao toàn Facebook, chỉ có một mình chị Hương có thôi. Giá 99.000, ai lấy thì mấy bạn comment giùm chị. Chị Tuyết Trắng ơi, em thấy chị rồi, đừng có comment đó nha chị yêu ơi. Mấy chị ơi, bên chị Hương khi mà mấy chị nhận hàng á, có mọc tròn đỏ ở trên gói hàng á, kiểm tra giúp em nha. Nếu như không có là không phải bên chị Hương đâu nha. Thấy phải có mọc đỏ là mới bên chị nha. Đây thì vòng bán đắt nó có các màu này, chị không có cho lựa màu tại vì nó rất ít. Vòng này là nó vừa giúp cho mình về tình cảm, nó vừa trợ cho mình về công việc, làm ăn. Và đặc biệt với những bạn bán hàng online, khi đeo cái vòng này vô bán đắt cực kỳ. Và bán chợ nè, hay là bán shop nè, mình đeo cái này vô là bán hàng đắt như tôm tươi. Vòng em bé là chị tặng nha Hương Nguyễn. Khi mà đeo cái vòng này vô, chị Hương đảm bảo nè, khách mà bước vô cửa hàng hay bước vô cái shop online mà chỉ cần nói chuyện với mấy bạn thôi, bắt buộc phải mua một cái gì đó rồi mới bước ra, không bao giờ có chuyện đi vô mà không mua. Đó là điều chị dám cam kết với bạn luôn, tại vì chị đã đeo cái này rồi, chị đã biết nha. Chưa có khách nào mà bước vô nhà chị Hương xong mà không mua cái gì hết, rất là hiệu quả. Giá của nó thì chỉ có 99.000 thôi, nhưng mà lý do tại sao mà nhiều người vẫn thích nó, vẫn mang lại may mắn, tại vì người ta tin cái vòng này nó đem lại cái công dụng cho mình rất là nhiều. Vòng bán đắt giá 99.000, còn 100 cái vòng có đủ cho hai cái Facebook không? Mấy bạn cứ việc comment giùm chị là vòng bán đắt nha, 99.000 một vòng ơi. Có đủ cho hai cái Facebook không? Tại vì đợt bữa đem về chị Hương xin thầy 200 vòng mà thầy nói là thầy không có sơn kịp, thầy sơn được có 100 cái thôi, thì có đủ cho hai cái Facebook không? Ai lấy comment giùm chị vòng bán đắt 99.000 có đủ cho hai cái Facebook không? Mấy bạn comment 99.000 một vòng, nhưng mà đặc biệt là nó chỉ có 100 vòng. Cảm ơn em nha Hoa Nguyễn. Thì ai lấy comment không cho lựa màu nha. Những ai thỉnh cái này về trong vòng 27 ngày cảm thấy là chị Hương ơi em bán không có đắt, chị Hương ơi em bán không có được, thì mấy bạn chỉ việc nhắn tin cho chị sẵn sàng đền ngay cho bạn 100 triệu. Đó là lời cam kết. Thỉnh vòng này về bán đắt cực kỳ. Và có những người rất là vô duyên, để số điện thoại trên đây, cái bắt đầu nhân viên của chị gọi chốt đơn á thì kêu là hả không có chốt. Vậy chứ để số điện thoại làm gì, không có đặt đồ tùm lum gì để số điện thoại làm gì. Mấy bạn ơi lưu ý giùm chị nha, ai đặt thì để số điện thoại, còn không đặt thì đừng có để mất công nha. Quận 10 ship đồ phong thủy là 50, ship mỹ phẩm là 35.000, bên chị ship đồ phong thủy đồng giá 50.000. Không có hạn sử dụng nha em ơi, vòng này là không có hạn sử dụng nha. Chút ruby em để là số điện thoại đi, lát của quản lý gọi điện tư vấn cho em nha. Em làm bi ghi em đeo được không? Em làm bi ghi em đeo rất là ok, tại vì đây là vòng đắt
Vòng bán đắt, vòng đắt khách. Khi em đeo cái này nè, từ động chai nó tìm tới để nó cho tiền em và nó chờ cái đường cơ cho mình nha. Rất là ok luôn. Và em nên thịnh cái vòng này để đeo, chị Hương nói thiệt. Rất là hên, đeo nó rất là đẹp, rất là dễ thương. Tại vì nó có một cọng chỉ đỏ nhỏ thôi. Bên giữa là nó có một cái hộp vậy, rất là mỏng manh. Nhưng mà đeo rất là ok, rất là tốt. Những ai mà thỉnh cái này xong, người ta đeo, người ta đều thấy may mắn, đều thấy hên. Lá giữ tiền, vòng bán đắt rồi, ok. Xe khích còn nha, một vỉ là 120.000 tặng cho một cái nước hoa. Một vỉ là 120 tặng cho một nước hoa nha. Cam kết với mấy bạn luôn, đã sử dụng là chỉ có hiệu quả. Và hàng bên chị là cháy hàng cực kỳ. Những ai sử dụng rồi, em đặt dòng pha lê cả tuần rồi, vẫn chưa có hàng, xạo ghê vậy. Chị mới lại được có 2 bữa đâu, đặt cả tuần em, Hồ Thị, Hồ Nhi. Chị mới like vòng pha lê được có 2-3 ngày, hàng mới về ngày hôm qua đâu ra mà cả tuần. Xạo dữ vậy trời. Vòng này vòng mua may bán đắt nha. Vòng đắt khách, vòng đông khách, vòng giúp cho quý nhân giúp đỡ cho tiền về. 99.000 một vòng. Ai lấy thì comment giùm chị nha. Mấy chị ơi, thương chị Hương chia sẻ like nhiều nhiều lắm mấy chị. Bữa nay mấy chị vô xem chứ không có ai chia sẻ gì cho mấy bạn phải chia sẻ live stream đi rồi mới ấy được. Còn đây là cái hộp gỗ thần kỳ. Vòng bán đắt 99.000, hộp gỗ thần kỳ. Chị Hương nói lại một lần nữa nha, những ai mà có những cái ước nguyện hay là những cái gì đó, mình chỉ cần ghi cái ước nguyện đó, mình cho vô cái hộp này và mình để nó trên mạng mẹ Quan Âm cái gì đó cầu xin là chuyện gì cũng được. Ví dụ mình bỏ một tờ 500 thì nó sẽ đẻ ra cho mình rất nhiều tiền. Bỏ 500 nó đẻ ra thành 50 triệu, 500 triệu, cam kết với bạn luôn. Hộp gỗ thần kỳ này cháy hàng, chị Hương còn được 10 hộp, giá một hộp là 150.000, mình sale cho mấy bạn là còn 150.000. Ai thỉnh hộp gỗ thần kỳ thì comment nhanh lên, tại vì nó rất là cháy hàng nha. 150.000 một hộp rồi. Ý Vũ Thiên còn nè. Vũ Thiên còn ít à. Còn được mấy bịch, 2 bịch nè. Rồi, bây giờ là tới gỗ thiên nha. Cái gỗ thiên này là cái thanh gỗ mà chị Hương, mấy bạn biết không, giúp cho mình giữ tiền, giúp cho mình cái cơ lộc về rất là nhiều. Bó bột tiền tài đó. Bó bột tiền tài đây nè, một bịch là còn 50 cục, thì 2 bịch này còn tầm 100. Chị xe duyên cho mấy bạn, chị ship nha. 2 bịch này chị xe duyên cho mọi người, chị ship luôn. Rồi, giá 100.000 một cục đúng không Khanh? 100.000 một cục gỗ thiên đã được 17 thầy sơn chú nha. Và trong cái live stream này, khi mấy bạn chia sẻ like cho chị thì cái gỗ thiên này chị sẽ cho bạn thỉnh với giá là 100.000. Người ta cho thỉnh là 500, 700, 1 triệu. Hai giác ơi, chị để lại số điện thoại đi nha. Chị đặt hàng không có số điện thoại, không có nhiều. Người ta cho mấy bạn thỉnh với giá rất là mắc nha. Người ta cho thỉnh là hộp gỗ rồi, ok. Người ta cho thỉnh với giá là 1 triệu có nè, 300 có nè, 500 có nè, 180 có. Riêng chị Hương trong cái live stream này, khi bạn chia sẻ live stream, chị Hương cho bạn thỉnh thanh gỗ thiên này với giá 100.000. Cam kết bao toàn Facebook, chỉ còn ở đây tầm 80 cục thôi. Em một hộp âm đạo, một hộp gỗ thần kỳ, Thái chắc cho lại số điện thoại nha. Đây, thì cái gỗ thiên này chỉ nói về công dụng nha. Nó được làm từ chính thanh gỗ thiên. Công dụng của nó nè, mang lực, mang tiền, mang về may mắn. Những người có gỗ thiên trong người, độ mạng cơ rất là cao. Làm ăn cái gì cũng được thuận lợi. Ok, lên lấy đi Trương Thương. Làm ăn cái gì cũng được thuận lợi và mang được tiền về cho mình. Đặc biệt, những ai có gỗ thiên trong người, tiền sẽ không bao giờ ngưng. Nghĩa là tiền nó cứ về hoài. Đặc biệt khi mà tiền vô và sẽ không có ra. Nó bó buộc tiền tài đến cho mấy chị, nó bó mấy cái lọc của mấy chị lại á. Đó, cho nên ai đặt gỗ thiên thì comment giùm chị Hương chữ gỗ thiên. Vì nó cháy hàng, hồ ly đỏ hết hàng rồi, em 2-3 ngày nữa mới có. Em đặt thì cứ để xuống nhà bên chị, phép gì cũng cháy hết á. Còn bây giờ nha, trong cái live stream này, sale gỗ thiên cho mấy bạn. Đây là một cái thanh gỗ thiên mà chị nói thiệt, nhân viên của chị nó mất dạy cực kỳ luôn. Chị để trong cái vỏ. Cái mấy bạn biết không, hàng hết. Nó lấy gỗ thiên của chị nè, nó ship cho khách luôn. Mấy bạn biết không, trời ơi chị tức muốn điên luôn. Bởi vì đợt này chị phải lấy cái gỗ thiên bỏ trong tủ sách chị giấu. Tại vì cái gỗ thiên là cái phép mà giúp cho chị Hương có nhà, có cửa và may mắn cực kỳ. Chị không thể nào mà rời xa được cái gỗ thiên này thật sự. Có gỗ thiên trong người là chị không bao giờ sợ cái cảnh mà gọi là hết tiền. Các bạn hiểu không? Mình có gỗ thiên là mình làm gì làm chứ tiền lúc nào cũng có hết. Không ít thì nhiều mà trong người mình lúc nào cũng có tiền. Dòng mua em bán đắt Ngọc Phi Trần, chị Hương thấy rồi, share like cho chị nha. Hương Trần rồi. Em thấy chị rồi nha. Cái hộp gỗ thiên này thì giá nó chỉ có 100.000 thôi. Người ta cho bạn thỉnh là giá 180-200. Chị Hương cho bạn thỉnh với giá 100.000. Mấy bạn phải chia sẻ live stream cho chị cho bạn thỉnh với giá 100.000. Cam kết với mấy bạn luôn, mình bao hết cái Facebook này luôn. Không có chỗ nào mà cho thỉnh gỗ thiên giá rẻ như mình.
những ai mà làm ăn, mình muốn mua nhà, mình chưa có được nhà, mình đang thiếu nợ, mấy bạn Thịnh Gỗ Thiên về bạn sẽ thấy được nha, cái đường cơ nợ mấy bạn trả được rất nhiều. Gỗ Thiên không có hạn sử dụng vĩnh viễn nha, phép không có hạn sử dụng và giá nó chỉ có 100.000 thôi. Những ai Thịnh Gỗ Thiên về sẽ thấy công ăn việc làm và mọi thứ của mình nó đều suôn sẻ, cái gì nó cũng ok, cái gì cũng ok. Thuốc nhất còn nha em, thuốc nhất là Nosa còn luôn, Nosa còn. Nosa này một vỉ của nó là 30.000, một hộp 12 vỉ là 360. Đây một vỉ nó là 30.000, cái này là hay lắm. Cái này là ba chị rồi chồng chị ai uống cũng thấy hay hết. Ba mẹ em cũng uống nè. À bên đạo công giáo thỉnh hàng, cái này làm nhân viên của chị ai cũng mua cho ba mẹ tụi nó uống hết, tại vì nó tốt, nó hiệu quả. Đó là thuốc bổ xương á mấy chị, nó trị được những chứng đau khớp rồi này nọ. Gỗ Thiên là 100.000 một cục nha. Bên em hôm nay gọi chốt nha chị, trong ngày hôm nay là sẽ gọi chốt nha chị xong quê. Live stream lát em bắt là nhân viên em bắt đầu gọi. Không giữ được tiền, Thỉnh Gỗ Thiên đi chị ơi, Thỉnh Gỗ Thiên với lại cái túi giữ tiền đi, cái lá giữ tiền nó xong. Hàng mới về ngày hôm qua thôi mày Tâm Đặng. Hàng gỗ hàng vòng pha lê là mới về ngày hôm qua. Thì hôm qua rồi bắt đầu hôm nay chủ nhật là bên bưu điện nó không có ship. Rồi ngày mai thứ hai là bưu điện nó ship. Linh Phan rồi, ok, giảm cân còn em ơi. Một Gỗ Thiên một vị thuốc nhất ok nha. Mẹ con đi đâu vậy? Con đi đâu vậy? Mẹ chơi không? Vô mẹ không? Mẹ ẩm nha, mẹ ẩm nha chân ghẻ. Xì mâu. Ẩm không? Ẩm không? Ẩm không? Chiếp vô lăn nách nè. Ẩm không? Chiếp vô lăn nách nè. Chiếp chiếp. Chiếp ơi. Lăn nách không? Lăn nách. Ăn gọi hả? Ăn mau lớn quá. Chân ghẻ không à? Cái gớm. Cái này hồi nào dạ vậy? Dạ. Cái này nè. Mũi cắn nó cào hay đâu? Mũi con nó gãi. Nó gần cắt nó tay cho nó. Kè mẹ. Gỗ Thiên. Mẹ rồi mẹ vô mẹ vô mẹ vô mẹ vô mẹ nè. Mẹ mẹ bấm. Trời ơi cái bụng đau quá vậy ta. Chíp thúi đâu? Chíp thúi đâu? Hợp lắm. Ăn cục xương. Chíp thúi đâu? Ăn cơm chưa? Ai trong trời ơi cái đồ chơi gì có đèn ghê vậy? Ui. Ui. Trời ơi yeah. Ui sợ quá ở đâu vậy? Ui yeah, mẹ sợ quá. Ui. Ui. Chị cắt cái máy vô bữa nha. Ui. Ui mẹ sợ quá. Ui ui ui. Ở đâu có đèn vậy? Lá giữ tiền 65.000 nha mấy chị ơi, chỉ có 65.000 nha. Ui ui ui. Ui ui mẹ sợ quá. Ôi trời Khanh cũng sợ. Ôi chết rồi. Chết rồi đâu có đèn như vậy. Ôi cười mất sợ mà. Ta nhìn kìa là cười. Kìa cười. Ây 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 trời ơi chết mẹ mẹ rồi. Xấu quá rồi bà ơi. Bà xấu à. Một lá vô tiền. Chị ở bên 331-8 Trần Xuân Soạn, phường Tân Kiển, quận 7 nha. Chiếp quậy lắm á mấy cô. Đây mẹ ngắn đi chồng, mẹ thấy thương, đây mẹ ngắn đi chị tiếp nha. Bữa nay nghỉ học ở nhà quậy banh nhà luôn. Linh mua cho chiếp hả? Thằng ta xấu quá. Gỗ Thiên vòng bán đắt rồi, Trần Liên lắc bên chị gọi chốt cho em nha. Trái hàng cực kỳ luôn mà hôm nay em like rất là ít luôn. Ngồi xuống đi, cô Khai nằm nó vô cha. Ngồi xuống đi, cô Khai nằm nó vô. Chân bị mũi chích là ghẻ không rồi. Không gọn. Ngồi đi, Khai nằm vô cho. Ngồi nựng em đi, ngồi chơi với em. Ây da, ngồi chơi với em nha. Ừ, nựng nhẹ nhẹ thôi. Nựng nhẹ nhẹ thôi không? Ừ, bông gòn. Lá dự tiền trái hàng lắm em ơi. Nè. Ừ, nựng nhẹ nhẹ thôi. Lá dự tiền thì giá nó có 65.000 thôi, chị trái hàng cái này đó. Trời ơi, không bông gòn nó thương. Trời ơi, thương quá. Bông gòn. Nựng em nhẹ nhẹ hơn không? Ngâm nhếp không có quýnh bông gòn không? Kêu đi bông gòn. Ngay trên bàn anh Phúc có cây kìm, nó lấy cây kìm gì cắn đây nó kìa. Cắn đây không? Ừ, chiếc. Hộp gỗ 550 hả? Hộp gỗ 550 chị đang hết hàng rồi. Ai lấy thì cứ để số điện thoại đi, 3 ngày nữa hàng về chị ship cho chứ chị đang cháy hàng lắm nha. Ôm nó lại không? Ôm nó lại chiếc. Gòn ơi. Gòn ơi. Gòn nó dễ thương ghê luôn. Coi nè. Gòn ơi, gòn ơi, kêu nó đi chứ. Gòn ơi. Đây nè mẹ. Nghe nó dành mẹ rồi, con vô lên mẹ đi, con gòn dành mẹ. Gòn ơi. Gòn ơi.
Một lá giữ tiền rồi, ok. Lá giữ tiền cứ cầm mẹ gòn ơi. Gòn. Gòn ơi. Gòn ơi. Ừ. Bông gòn nè, bông gòn ngoan. Nè 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 nè. Nè nè đưa móng tay đi cho mẹ. Nè nè cái móng tay nè, wow chày chân hết là ghẻ không nè. Mấy chị ơi chia sẻ like đông đông vô chị chiếc nha. Nói dù nè 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 chiếc chiếc ông. Nhận hàng nhớ kiểm tra trên gói hàng có cái mộc tròn đỏ của công ty của bên chị Hương nha mấy chị ơi, nếu như không có là không phải hàng bên tụi em đâu nha, bị giả mạo á. Lấy giữ tiền là tuyết trắng em thấy chị rồi nha, comment một lần. Ai comment cứ comment đi rồi bên chị sẽ chốt hàng cho. Ê nè 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 nè, gọn nè. Con gọn nó cũng cắt nè chiếc. Rồi con gọn cắt cái tay em gọn ơi. Con gọn cũng cắt cái tay con. Gọn ơi. Gòn ơi, con kêu đi, gòn ơi. Gòn ơi nè, chiếc đổi tay, chiếc đổi tay qua đây đi. Chiếc đổi tay qua đây. Rồi bông gòn lại đây, cắt tay nè, chiếc cắt xong rồi nè bông gòn. Nè, cắt xong cho chiếc là cắt cho bông gòn luôn nha. Nha, chịu không? Chiếc cắt không gòn nha. Không có đá bông gòn, không có đá đó con. Nghiệp em đó, nghiệp không gòn nó xíu xíu. Rồi ngồi vậy đi, mày lấy cho, ngồi vậy mày lấy cho, mày lấy cho. Nè, nè, nè. Đây, 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 cũng phải lấy cho. Nè, cầm tay này, tay kia là để cắt bông tay nghe không? Gỗ thiên đem về để trên bàn thờ ông địa hoặc là chỗ buôn bán, hay là mấy chị muốn bỏ bóp mang theo bên người đều được nha. Không miễn miễn. Bỏ trong bóp là tốt nhất. Lúc nào em cũng có cái gỗ thiên theo. Không biết. Xong. Chiếc thương con gần không? Kêu đi gần ơi. Rồi xuống đưa chân ghẻ đây cắt cho. Chân gì đâu mà ghẻ không rồi nữa. Gần ơi. Ogo ogo kêu đi oro. Ôi rồi. À. Thì ngon ơi, để lại số điện thoại đi chị yêu ơi. Một lấy. Ừ, nó nghe nhẹ nhẹ không không? Không sợ đi, không sợ em đi. Cái gỗ thiền thì cháy lắm nha. Quậy lắm này, chân nó nè coi nè. Nó mũi chích mũi gì mà ghẻ không nè. Chân ghẻ đâu cho người ta coi chân ghẻ đi. Nè, chân nó bị ghẻ nè. Chân nó ghẻ lắm. Chân nó ghẻ nè. Nó cưng rồi, nó quậy lắm. Nè coi nè, nó ghẻ cục cục nè. Đi cột tóc chưa? Ở đây ngồi cột tóc giờ đi chơi. Nó nè nè nè, để lại số điện thoại đi chị yêu ơi. Để lại số điện thoại bên em mới gọi điện chốt đơn được cho mấy không chị. Không có số điện thoại là bên chị không có chốt được nha mày. Ngọc nè, ok em thấy chị rồi nha. Rồi ngồi im nha. Cột tóc chưa? Con ngọc nó thấy con chip là nó run người, nó run. Sợ lắm. Mà chip này nè, mà quấn người ta. Thương có quấn ngọc không? Thương em đi, nựng em đi. Nựng, nựng nhẹ thôi. Ừ, nựng con ngọc đi. Ngọc ơi. Nó giật con chó muốn chết cho nó luôn nha. Gòn ơi kìa. Nó quýnh đầu con chó nó kêu im. Nó giật con chó muốn chết cho nó luôn nha. Quậy lắm nè, nó nè. Đưa mặt lên đây. Mặt bươn của nó nè. Mặt bươn không? Mặt bươn nè. Kìa cô kêu con kìa. Người ta kêu chip ơi kìa. Mẹ nè đi. Mẹ nè kìa. Mẹ nè kêu kìa. Là làm viên coi, làm viên coi. Làm viên sao? Làm viên coi. Ngon e nè. Chưng không gần quá. Nè chip, nựng em đi nè. Nựng em đi. Nó giật con chó muốn chết cho nó luôn vậy. Rồi lá giữ tiền chị Hương thấy, ai lấy lá giữ tiền cứ comment giùm chị nha. Chị sẽ ship cho. Lá giữ tiền thì là 65.000 một lá. Gỗ thiên 100. À rồi cái này nữa nha, cái này là chị đang cháy hàng là ngày qua tao lấy 40 mấy chai rồi đó. Thì bây giờ ở đây còn tầm 19 chai. Giá là 80.000 một chai. Cái này rất là thơm. Thơm lắm luôn và xài rất là hên. Ai lấy cái này comment giùm chị Hương chữ nắp nha. Một chai vậy là 90.000. Dùng để lăn nách nè, có nhiều người thích đó, người ta thích cái mùi này, người ta khuếch lên trên tay để người ta làm cái mùi dầu thơm. Thơm lắm, nó thơm giống như nước mai vậy, nó nào quết gì nè. Thơm lắm. Thơm ơi là thơm, một cái mùi rất là sang chảnh luôn. Nó nói gì vậy? Nó dại bông gọn gì á. Đâu con nói gì con nói lại. Ê nè, cái này giá 90.000 một chai, cái này là nách nha. Ai lấy cái này comment cho chị Hương chữ nách. Đi gà, nó kêu không? Kêu gì vậy con, kêu ngọn gì vậy? Nó nói chuyện, kì cái mặt nó làm như nè. Đâu, mặt đâu, mặt mày coi đây. Đâu, đâu. Nào con đựng bông gòn đi. Gòn ơi, kêu đi. Gòn ơi. Đó nó nói. Thì cháy hàng cái này lắm, giá 90.000 một chai, sử dụng được rất là lâu. Nó có thể làm dầu thơm hay làm cái gì đó cũng được, mà đặc biệt là nó thơm lắm mấy bạn, cam kết với mấy bạn luôn. Ai chưa từng sử dụng qua thì nên sử dụng thử cái này. Hên cực kỳ hên luôn, ngày hôm qua chị Hương bán được 40 mấy 50 chai và cháy hàng lắm, không có nhiều nha. À em ơi, lấy bột đánh răng than tre là phải chờ giùm chị vài ngày nha. Tại vì hai ngày nữa, tại vì hàng nó đang về, hai ngày nữa mới có nha. Ai lấy thì cứ comment thì hai ngày nữa hàng về chị sẽ trả hết đơn cho bạn luôn. Nó ôm người ta như vậy xong người ta thở. Nước hoa có nha, xong qua chị lấy nước hoa gì? Nước hoa không biết còn nào để sale, bởi chị kiếm thôi.
Google hả? Google. Không, con này là không ông gần. Cô Khanh kêu Google mà. Gần ơi. Gần ơi. Gần ơi. Đó. Chíp ơi. Chíp kêu đi đó. Đó. Ừ. Gần ơi. Nè, chíp ảnh em đi. Gần ơi đi, kêu gần ơi đi. Giấu vào chèo cho nó. Thì làm sao mà. Gần ơi. Ugo. Đau quá nè, đau quá, đạp đau quá. Ugo, Ugo, Ugo. Kìa con Ugo ngoài kìa. Kìa đi Ugo, Ugo, Ugo. Kêu đi chip. Sam. Sam ơi. Kêu đi chip, Sam ơi. Bột đánh răng than tre là 90.000. Hèn bên chị rất là thơm nhưng mà tại vì nó bị cháy con nha. Con gòn bông đây nè bà ơi. Thì bây giờ chị sale cái hàng gì đây? Sale tiếp cho bạn cái này nha. Đây. Cái này là chai Chanel hồng. Đây, chị không còn rất là ít luôn, mùa này rất là thơm, mùa này là mùa chị thích nhất. Rồi chế con gòn đi. Đó, ơi. Thì giá một chai như vậy chị sale cho bạn là 179.000 một chai. Hàng này là Chanel hồng nha. Thì mình còn ở đây tầm 7 chai thôi. Có đủ cho hai cái Facebook không? Ai lấy Chanel hồng 179.000 một chai. Mấy bạn comment giùm chị Hương chữ Chanel hồng nha. Chỉ có 179.000 con. 179.000 nha mấy chị ơi. Bao nhiêu cái comment ở hàng Facebook luôn. Cái này 179.000 một chai. Nói cái gì không biết nữa. Kìa nó nói á. Dạ em rỗng gì á. Rồi được rồi đó. 232.700 mình bên Hồ Thị. Còn hồ xưa. Cái này là có rất là ít luôn. Bây giờ chị sale cho các bạn nha, là còn 179.000 một chai. Bạn nào lấy thì comment giùm chị, sale cho các bạn 179.000 một chai, cháy hàng cực kỳ. Hồng Xuân 6.500 bình luận. 3.300. Giống hai bên đó giống. Bé kêu kìa. Giờ này lái chán không có ai coi hết trơn. Thôi chắc chị ao quá, tối chị khuya chị đánh chị lời. Ơi ơi sao con bứt luôn mũi ta. Khuya con nựng em đi, con nựng em đi. Nựng nhẹ thôi bà quýnh vậy thì con chó sao mà chịu nợ. Thôi bye với bạn nha, rảnh tối lại tiếp. Không biết nè. Cô Khanh biết thì cô Khanh chơi nữa nè. Giờ cô Khanh bắt thôi à.